Santo na vida. Trong phong thế các bạn đang đã đọc phần văn này trong mặt bàn tuần ta hay để liên với bạn thêm phần để hãy hiểu đến ta là một lần trong quân hôm ra nay thì cũng có thể ta tập bằng hôm ra như vừa ra đặt lâu ra mấy phần hai ta đã mơ và bắt đi được phút thơ đây mới nguyên phong như thầy tổ nói như bình tư đi giám kia đi tư đi giám để đi giám đi không đi mình lấy tha chưa đặt chi ở quả thứ hai hai một thứ nhất nhưng trong gì hay hay trong đi tư đang bỏ xin chế này từ đây một gặp sai rồi đại công đấy hôm nay ta bỏ chi rồi lắm nhưng tổ nói những cái chỗ những chi lâm xa rôm nữa nên thầu vay ở ban mà phê à lâm xa rôm cái ca sao chứ vay ở ban mà phê và anh vậy bị tha dân thơ bị ấy tìm muối dân thơ sai mà dân thơ bị ấy hai bật tỏ máu dương do ấy mà thơ framework ấy dân vậy bỏ à nắng đôi dương vậy sừng khai à bà cái ca sao chứ dương nữa dương đi bắt bắt tọt anh ta cài bọc anh nó dương cài bọc cái rồi gọi dương vô format chat kia mà prang ok cái lại chụp bút tí mũi tí pi nó là miền header footer nè anh nó lang lên tích lẽ nó anh nó lớn nó gọi miền footer header thì
បាទបញ្ញាតិចព្រិនមកមានណាត្រូវឆ្លៀតធ្វើម៉េចដាក់ឲ្យមានតិចមើលដល់មាននិយាយ framework ហ្នឹងបាទទ្រឹស្ដីពាក់ព័ន្ធយើងមាននិយាយ framework ហ្នឹង framework ដែលយើងកំពុងធ្វើអាហ្នឹងយកពីនេះមកដាក់បានហើយយកពី midterm ហើយ midterm យើងធ្វើពី framework ហ្នឹងអាយកវាបកប្រែដាក់ចូលមកចំណុចមកអូខេអញ្ចឹងធ្វើមិនលើថ្ងៃស្រីស្អាតហើយថ្ងៃព្រីនឲ្យគ្រូមើលឲ្យមិនបាច់គាត់កឹបទេធ្វើមិនឃ្លៀគ្នាក្នុងអាទិត្យហ្នឹងSkip to go.